Sứ Lê Gia mến chào cô chú và anh chị luôn ạ. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến với cô chú và anh chị một số sứ thái ghép ha. Xin chia sẻ luôn là bên em có cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc cho vườn kiển nhà mình. Một combo mình là 8 món, 8 món giá 200.000. Trong đó mình có hũ ra rễ, nảy chồi ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lau tàn và một lọ ngừa đen nụ hoa sứ, một gói trị sâu nhện đỏ và một gói trị thắng thư nấm, một gói phân hữu cơ. Cái gói phân hữu cơ đó là mình bón cho nó được ở hai cây sứ như trên màn hình mình đang xem ha. Cách sử dụng của phân là mình để phân khô, rắc trực tiếp lên mặt tro rồi mình tưới nước, từ từ phân nó khô, cây mình sẽ ăn chất dinh dưỡng. Hoặc là cô chú và anh chị mình có chọn chất trồng mới để trồng cây, mình chọn phân nó vào rồi mình trồng cây mình vô, khi mà cây ra rễ non sẽ có nguồn phân hữu cơ nó ăn liền, nó sẽ phát triển khỏe mạnh hơn ạ. Và mình cần xài phân số lượng nhiều thì liên hệ bên con có bán nhận ký nữa ha. Trong cái clip này hôm nay thì có hai lô và một số cây lẻ nha. Một lô của mình là có 6 cây 6 giống giá 450.000. Cây toàn bộ đang trong chậu C9 hết ha. Rồi mình có cây số 1. Lô số 1 chứ. Lô số 1 là ghép thảo thuận 7 5 cánh màu tím sọc nha, 4 bò. Củ này tầm bằng cục gạch ống. Rồi, tiếp lô số 1 nữa là một cây 5 bo ghép T1 hoa kép màu đỏ nha. Củ này to lắm ạ, tại bên đây chưa có cơi củ, cái vườn này ghép mà không cơi củ lên. Rồi, tiếp một cây củ cơ bắp luôn, ghép hàng sơn 5 hoa kép màu trắng. Hàng sơn 5 7 bo, củ cơ bắp nha. Rồi, cây này là ghép thiên hương 2 bo màu hồng và siêu bông 4 bo, siêu bông màu đỏ nha. Poseidon 3 bo có hương thơm, lô này có 2 cây có hương thơm. Rồi, một lô của mình là 6 cây 450.000. Đến lô số 2. Lô số 2 mình cũng 6 cây 450.000 luôn ha. Có Fansiba nè, 4 bo. Rồi, kế cây này là ghép 2 giống luôn, Rasafat và Nguyệt Cát. Cây 5 bo. Rồi, hàng sơn 5, 5 bo. Lô số 2 nha. Hàng sơn 5, 5 bo. Giờ này là Thái Quân, màu đỏ. Cây Thái Quân này cũ có cái sẹo đã được xử lý lành. Nó ra rễ luôn rồi nè, mới đưa vô ghép nha. Cây của mình ra lá nè, xum xuê luôn. Tiếp lô số 2 nữa là tím Bubble Bill 3 bo. Rồi, lô số 2 cây cuối là cây sĩ thư 1, hoa màu trắng nha, trắng cánh viền hồng. Cây 3 bo luôn. Lô này là số 2, 6 cây 450.000, cây đang trong chậu C9. Tới số 3 là cây lẻ ha, từ số 3 đổ về sau là cây lẻ. Rồi, số 3 mình có Ngọc Khuê, 5 bo, 130. Số 4, Hồng Loan, 5 bo, 120. Củ tầm bằng tay con ạ. Số 5. Số 5 cái giống này là từ xứ Tết Hạ, xứ Hạ Lai Tạo, mình tết ra mình ghép nha. Cây mình ghép 6 bo, củ nhìn cơ bắp luôn. Giống này thì màu hồng hai lớp có hương thơm. Cây này giá 130.000. Số 6 là màu tím than hoa kép. Cây tím mình đang vô nụ hết nè, tựa dài. Lúc này đang mùa mưa bão ha. Nếu mà mình mua cây cái tự dạng dài như thế này, mình nhổ củ mình đi, mình không sợ bị tình trạng thối ngọn nữa. Cái cây nó ra tự dài như là cái cây mình đã già rồi ha. Rồi, tím than 4 bo, củ tầm bằng tay mình 130.000. Số 8, Xuân Ý. Xuân Ý 5 bo, 130. Số 9, giống Blip Green. Blip Green 6 bo, tựa ra dài luôn, một gang tay mình 120.000. Số 10, Thảo Liên, cây củ quái nha. Thảo Liên 130.000. Thảo Liên là 5 cánh. Dòng 5 cánh này nó rất là rộ hoa. Cây Thảo Liên mình 7 bo. Số 10, ghép 2 giống Kim Lân, hoa kép đỏ và Ngọc Băng màu trắng. Cây này thì củ to nha, cái củ nó khoảng tầm khoảng gần 3 gang tay mình vọng lợi luôn. Củ cơ bắp giá là 200.000. Kim Lân, Ngọc Băng màu đỏ và màu trắng hai màu.
11 sĩ thứ 1. 4 bo 120 phụ tầm bằng tay mình. 12 ghép giống cung điện màu đỏ, cây 5 bo. Cây vô chậu xe chín muốn chặt chậu luôn rồi nha. 120. 2 12 tới 13. 13 là ghép giống Zanda, Zanda là hoa 5 cánh, cây Zanda này là 3 bo. 3 bo. Giá 100.000 cây Zanda. 14 thảo thuận 7, 5 cánh màu tím sọc, cây 3 bo, cụ nhìn cơ bắp, giá 110.000. 15 ghép giống mộng cầm. Giống này thì bên vườn của em á ra là số lượng giới hạn ha, mới ra được một ít. Cây mình 5 bo, cũ cơ bắp luôn, giá là 200.000. 16 là cây thắt biếm, ghép giống hạnh phúc. Đây, hạnh phúc ha. Cây thắt biếm, chiều cao của cây là nó 3 gang tay mình, ghép làm 2 tầng, thắt làm 2 tầng nha. Hút đây, đây là tầng này. Một bo này. Rồi, lên đây tầng cao nữa. Cây mình đang trong chậu xe chín, giá là 250.000. Ghép giống hạnh phúc. 17, ghép chibi. Chibi hoa kép, cây mình 6 bo. Tự dài, cụ tầm bằng tay, giá 130.000. 18. Ghép tím bubble bill, cây 5 bo, cụ cơ bắp luôn. 130.000. Cái củ này, cái phần đế dưới nó củ tầm bằng tay mình xè ra nha. 19. 19 là ghép giống candy, hoa 3 lớp màu vàng cánh viền hồng. Candy mình ghép 8 bo, giá 130.000, củ cơ bắp. 20. Ghép giống ngọc ngân, hoa 5 cánh màu đỏ. Ngọc ngân là dạng lá màu, cây mình 6 bo. 130. 21 Vĩnh Lộc 5 màu đỏ sọc, cây 5 bo, giá 100.000. Cái Vĩnh Lộc 5 này cái cây mình nó đã cũ già lắm rồi ha. Cây này để cũng hổm nay hơi bị lâu này, nhìn cái tượng mình già luôn. Cái này về mình chiết zin ra được luôn á. Rồi 22 Yến Nhi 9. Yến Nhi 9 6 bo, 110.000. 23 ghép hai giống Vân Huế 7 là hai lớp màu hồng, rất là xiên hoa. Và rồng đen 3 lớp màu đỏ cánh viền. Cây của mình ghép 8 bo, 130. 24 Kiều Diễm. Kiều Diễm 7 bo, củ tầm bằng tay mình xè ra, củ cơ bắp, 130.000. 25 ghép vô danh màu trắng cánh viền nè, cây 5 bo, vô danh 110.000. Tự cái bo ghép nó ra tự dài tầm một gang tay mình rồi nha, vô danh. 26 Hằng Sơn 5 hoa màu trắng cánh kép, cây 6 bo, 130. 27 là cam thảo, hoa kép màu vàng, nền vàng ở ngoài tím nha. Cây 4 bo, cụ cơ bắp luôn, 130. Cam thảo mình đang vô nụ nè. 28 ti ti màu tím, 3 bo, 130. 29 Vĩnh Lộc 16 hoa 3 lớp màu trắng, cây 3 bo. 3 bo tựa ra nhiều. Cây này được cắt bo một lần rồi nên tự ra nhiều, mình nhìn xum xuê luôn ha. Đây, củ mình màu này là cái củ già. Rồi 120.000, Vĩnh Lộc 16. 30 ghép hai giống, cái này dạng ghép chân cao. Pretty Lady là màu vàng có hương thơm. Phú Lộc là hoa kép màu đỏ. Cây ghép 6 bo, 130.000. Này ghép chân cao ha. Thân cây màu tím. Cây ghép 6 bo. Vàng đỏ. Rồi 31 là cây cuối, ghép giống hồng ngọc. Hoa kép màu hồng.
Cây hồng ngọc ghép 8 bo giá 150.000. Đây, củ nó thì tầm bằng tay mình xòe rộng ra. Rồi thì hôm nay bên con cũng có một chia sẻ nhỏ này là lúc này mình đang mùa mưa ha. Cô chú và anh chị mình về mình mua hàng mà thí dụ về mình sang chậu hay là cây vũ cũ mình đi bưu điện mình vũ ra đó. Về mình trồng lại thì mình chọn cái chậu nên chọn loại chậu có lỗ thoát nó tốt nè. Là thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là chất trồng của mình nên trồng chọn mấy cái loại chất trồng nó có trộn cái chất trồng sao mà nó dễ thoát nước á, để cho cái cây mình nó sẽ phát triển khỏe mạnh ha. Nếu mà nó không thoát nước được tốt thì nó dễ bị thối. Rồi thì con cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của con ạ. Cảm ơn rất là nhiều.